Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần lời thơ mang biếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, cho rồi cho đã chọn tốt chọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa là đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con lo buồn đau đớn cùng chê hết mọi tội con, chê hết mọi sự, con dốc lòng chờ đợi và nhớ Chúa, thì con sẽ lấy xa thì tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Chúng ta hãy đến với Chúa, hãy cậy trông vào lòng thương xót của Chúa và xin Chúa đoái thương đến người thân của chúng ta là cha cố Đa Minh vừa qua đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là cha cố Đa Minh đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời.
Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ mọi nỗi tủi hổ của chân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy, vào ngày ấy người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa đấng chúng ta trong đời, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh vì người đã dẫn tôi về về bên ngàn suối mau. Tôi ăn uống quả tuệ đem sức cho hồn tôi. Đều được chính tôi theo cây ngày Chúa dẫn đường dù vượt suối qua. Tôi hoàng qua ngàn tâm tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi. Người dọn phố cho tôi ngay ở trước quân thù, người đã xuống trên đầu dầu thân người lai lắm. Tôi vui sướng thành thơ sống dương gian thân sống Chúa tôn trọng. Người là Chúa nhân từ hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thành người hai thay nhà người. Anh chị em, chúc mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Giuse gửi Arimathea, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy ông Giuse đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cùng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược được trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trong mầu nhiệm phục sinh vinh quang, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin cho cha cô đa minh vừa lìa coi thế, được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho thân nhân và bạn hữu của cha cô Đa Minh,
Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây để cầu nguyện cho cha cô Đa Minh được khích lệ thi hành ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để mai sau được cùng hướng niềm vui nước trời. Xin Chúa nhắc lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con thật hoàn đài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là Cha cố Đa Minh mà Chúa đã gọi ta khỏi đời này về với Chúa. Được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết cách an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu duệ người. Lạy Chúa xin xóa mọi vết nhơ nơi tôi tớ Chúa là Cha cố Đa Minh, và đến ngày trọng đài được phục sinh và ân thưởng, xin nói thương phục sinh Cha cố Đa Minh cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin tha thứ mọi lỗi lầm và cho Cha cố Đa Minh được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương nhớ người thân của chúng ta vừa lìa cõi thế. Chúng ta muốn đội lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương nhớ và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chính người sẽ cho người thân của chúng ta đây được hân hoan trỗi dậy, vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta sớm đạt tới ngày hạnh phúc trên quê trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tang bóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
sao không mất nhưng chỉ đổi thay. Hôm sau này kia hoa nở và hoa hoa phai, nắng lên đôi thì đêm tan thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Mùa xuân này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hờn thương. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã có bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, làm phép áo quan. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo, phân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà tạm giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy khẩn khoản nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho cố đa minh được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình. Vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ Chúa là cha cố đa minh được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Người nằm xuống ra từ trần gian, xin cho người ngủ yên ngắm bao, luôn trên đi mời được bình an. Chúa ra tay chờ ngày tớ chung tay. Muôn đời sống hy sinh tìm về đến an bình, hưởng muôn vui trong Chúa chi thay. Chờ ngày mai phục sinh trọn vẹn tiếng cậy tin, sống cho đi để xuống có gì người thân có những gì để trình diễn Chúa chúc mẹ yêu mong manh và tôi một đời sống hy sinh tìm về đến an bình, hưởng muôn vui trong Chúa chi thay. Chờ ngày mai phục sinh trọn vẹn tiếng cậy tin, sống cho đi để đưa trên trời.
sinh cho em kia thầy tìm sống cho đi để được trên ngài lúc còn đó đôi lầm thầy qua hãy vâng tin tình yêu tha thứ thiên đưa hiện giờ đời chính rồi theo bên người để chôn thiên đình một đời sống hy sinh tìm về đến tình an bình hương muôn vui trong Chúa chỉ thân ngày mai cùng sinh cho mẹ kia sống cho đi để được trên anh. Kính thưa quý vị, cô bà, anh chị em,
hợp ý cùng với lại quý đức cha chánh giáo phận trần phú và quý cha cũng như cộng đoàn hiện diện ở nơi đây, chúng con xin chân thành kính lui với quyết tâm của trần phú cha linh cũng như quý cha cũng thể quý gì trong linh tâm của trần phú trong năm nay vì sự ra đi của ngài. Sinh năm 1930, đến hôm nay cha cố bước qua tuổi 94, một hành trình dương thế nghiêm to với biết bao nhiêu công khó cũng như vất vả. Cả cuộc đời của cha cố đã dẫn chọn cho Chúa để trở thành linh mục của Chúa, phục vụ trên cánh đồng truyền giáo, các giáo sứ tại giáo phận Sài Gòn, giáo phận Vĩnh Long và phần lớn tại giáo phận Xuân Lộc và nhiều người chúng ta. Cha cố đã thuộc về Chúa cả cuộc đời này. Và giờ đây, chúng ta quy quần bên linh cứu của cha cố để dâng lời tạ ơn Chúa bởi lời chúng ta thương dành cho cha cố. Và chúng ta cũng chân thành phó dâng lên Chúa cha cố để xin Chúa thương nhìn đến thân phận người tôn trung của Chúa cả một đời dân cho trong nhà. Thì giờ đây xin Chúa cũng thương đón nhận cha cố vào buổi hạnh phúc với ngài trên những thiên đàng. Cùng với sự ra đi của cha cố cha thân yêu của chúng ta, hôm nay bà cố Teresa của đức cha chánh giáo phận đức cha Gioan cũng được Chúa gọi về trước cha cố của chúng ta gần 3 tiếng đồng hồ. Bà cố cũng sinh cùng năm với cha cố. Chúng ta cũng hiệp ý để cầu nguyện cho bà cố Teresa của đức cha chánh Gioan, xin Chúa cũng thương đón nhận bà cố và người hạnh phúc trong những của ngài. Là những cầu nguyện cho tăng quyến của cha cố đây linh tâm và huyết tập cũng như cho tăng quyến của cha và chính cha cố thánh gioa cũng như tăng quyến được ơn nâng đỡ của Chúa để vững bước trong niềm tin, trong lòng thật và trong đức tin như linh sống của cha cố và của bà cố. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Thiên Chúa là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tranh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa. Thầm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phù túc giàu sang. Xuôi trời chứ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trù bông. Gấp lại. Trời Chúa sẽ vào đần tôn và sẽ sinh hoa trời trái. Ngài nó sẵn ruộng đông tươm tất, tươi nước tràn những luống cây sâu. San từng mô đất thấp cao, Ngài khiến mưa dầm cho hạt giống nảy mầm. Lời Chúa gieo vào đất tốt và sẽ hồng ân Chúa đầy quanh năm tháng, Chúa gieo màu mỡ khắp đường đi. Hoang địa có những lá xanh, đồi nương hơn hờ trang sức đẹp xinh. Lời Chúa gieo vào đất hoa kênh trái nhiều.
cừu chiên trắng phủ đồng xanh thắm, lúa tươi vàng dưới lũng giạt rào. Muôn loài vui sướng hân hoan, lời hát câu hò cất tiếng trôi cao. Lời Chúa sẽ bảo gần con và sẽ sinh hoa bên trái nhiều. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mặc khải của con cái Thiên Chúa, các tạo vật đã phải phục tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải tùng phục. Với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vùng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ mọi tạo vật đều rên xiết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần. Chúng ta cũng rên xiết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây có người đi gieo giống, trong khi gieo có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Thiên Chúa luôn tin tưởng nơi con người và không bao giờ thất vọng với loài người chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra tấm lòng và sự tín nhiệm của Thiên Chúa trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Đúng vậy, người đi gieo trong dụ ngôn của Chúa đã có một thái độ thật hào phóng. Ông nắm từng nắm lớn những hạt giống và rộng tay vung vãi. Ông gieo không tiếc sót, không tính toán, cũng không loại trừ mảnh đất nào. Những mảnh đất phì nhiêu nhận được hạt giống đã đành, mà cả đến những lối mòn, cả những mảnh đất gai góc sỏi đá cũng được ơn mưa móc. Không một mảnh đất nào, một ngõ ngách nào bị lãng quên, bởi ông muốn những hạt giống của ông được gieo vãi khắp nơi và cho tất cả mọi người. Hạt giống là lời Chúa, mảnh đất là tâm hồn con người. Nhiều khi chúng ta vẫn thường bi quan là hạt giống mà gieo vào đất vệ đường sỏi đá thì làm gì mà có cơ hội sống và sinh sôi nảy nở được. Lời Chúa mà gieo vào những tâm hồn cứng cỏi, chai lì đó thì làm gì mà sinh hoa kết trái được. Nhưng chúng ta đừng vội kết án họ. Họ không đón nhận lời Chúa có thể có nhiều nguyên nhân rất khác nhau. Không phải ai cũng là người chủ tâm khép kín, khước từ hạt giống đâu. Thật ra có nhiều người không hiểu lời Chúa, không hiểu giá trị của lời Chúa, cho nên họ chưa nhận ra, họ chưa theo đạo. Cũng có nhiều người còn đang trên đường tìm kiếm. Cái cuộc tìm kiếm của họ chưa xong, còn đang tiếp diễn. Vì thành thật với lương tâm, họ chưa có thể chấp nhận điều mà họ chưa thật sự xác tín. Ngoài ra, có những người quay lưng lại với hạt giống tin mừng chỉ vì họ thấy nhiều người, tuy là con cái của Chúa đấy, nhưng cuộc đời lại tràn đầy những bóng tối sự tội. Họ thấy vậy, cho nên họ còn do dự, từ từ xem đã. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những người kiêu căng, tự mãn, cứng lòng, cố chấp nên đã không đón nhận tin mừng. Đấy mới là thật sự là loại đất vệ đường đúng nghĩa. Thế nhưng không cần biết là đất gì, đất lề đường, đất sỏi đá, đất gai góc, tất cả đều được nhận hạt giống lời Chúa vì ông chủ kiên trì và hy vọng sẽ biến đổi những mảnh đất tâm hồn dù xấu xí, dù cứng cỏi cũng thành xinh đẹp, mềm mại, uốn mình sống theo lời của Chúa. Ông chủ đã gieo lòng yêu thương và tấm lòng mỗi mảnh đất lòng người. Tình thương ông chủ bao la lắm, cho nên ông đã mềm lòng thương đến cả những mảnh đất chai cứng, đá sỏi, gai góc. Tình thương ấy phải mãnh liệt lắm, nên ông mong sẽ cảm hóa được cả gai góc, sỏi đá, biến chúng thành màu mỡ, phỉ nhiêu. Ông đã có thể chỉ chọn đất tốt mà gieo, nhưng tâm lòng với đất không cho phép ông làm thế. Vì thế ông không muốn loại trừ những miền đất chai cứng chứa đầy sỏi đá có gai.
ông gieo lòng nhân từ, chắc chắn sẽ gặp được từ nhân. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi theo Chúa đi gieo hạt giống tốt. Chúng ta cần cái tiếp tay với Chúa để tâm hồn chúng ta trở thành những hạt giống yêu thương, những hạt giống tha thứ, những hạt giống hy sinh gieo vãi vào cuộc sống này, để Chúa biến đổi người người được sinh hoa kết trái tốt tươi là những việc lành phúc đức. Kính thưa cộng đoàn, dâng thánh lễ này chúng ta cầu nguyện với cha Cố Đa Minh Đặng Di Hòa trong ngày ngài kết thúc cuộc trần này. Cha Cố đã được Chúa đưa vào đời để trở thành người của Chúa, làm công việc của Chúa, đưa lời Chúa vào trong mảnh đất các tâm hồn, các tín hữu. Như trong dụ ngôn hôm nay, lòng người, mảnh đất tâm hồn rất nhiều loại, không phải mảnh đất nào cũng tốt. Có những lòng người chưa tốt, không tốt. Vậy ra việc người tiếp tay với Chúa đưa lời Chúa rất là nhiêu khê, vất vả. Truyền lời Chúa cho những người gần gũi thiết thân với mình, cùng tâm tính với mình còn khó, huống chi phải nói lời Chúa cho những người khô khan, nguội lạnh, khác tâm tính của mình thì khó được đón nhận lắm. Ngay còn nhỏ, con thấy cha Cố rất thường thức đêm, có khi thức tới sáng, tới giờ lễ luôn, để mà đọc sách. Có khi soi cái cánh kinh lúc, dí sát vào sách mà đọc, lần từng chữ một. Về sau con mới biết là ngài soạn giảng. Tại sao ngài phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều sức để soạn một bài giảng? Một bài giảng cho đủ lớp người, đủ mọi trình độ thì phải ăn nói diễn đạt làm sao cho mọi người đều hiểu được. Một bài giảng giống như một món ăn, phải dọn món ăn sao cho hợp khẩu vị của người nghe. Người tiểu đường món ăn khác, người cao huyết áp ăn khác. Khi con làm linh mục, con mới thấy giảng khó là vậy đấy. Để giảng 5-7 phút, có khi phải soạn vài ba tiếng, mà soạn để cho người ta hiểu được cái tấm lòng của mình không dễ. Bây giờ con mới đồng cảm với ngài trong việc giảng dạy muôn dân. Nó khổ, nó khó như vậy đấy. Ít người hiểu và cảm thông được. Ngài phải chuyên cần để lời Chúa được đến với mọi tâm hồn. Ngài phải cày cuốc vun sới và uốn nắn lòng người được mềm dịu mà đón ơn Chúa biến đổi. Và nhiệt tâm của ngài đã có kết quả thấy rõ. Những giáo xứ ngài đã phục vụ đều tỏ lòng quý mến, kính trọng ngài, không muốn rời xa ngài. Và cho đến ngày hôm nay còn muốn đón nhận tình thương ngài về hiện diện ở với cộng đoàn của mình. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của cha Cố Đa Minh, và chúng ta có thể nói được rằng lúc này cha Cố cũng đã có được những hoa trái ngài đã vun trồng, là những hy sinh, những phục vụ trong tâm tình hân hoan để ra trình diện trước tôn nhan Chúa và tính sổ cuộc đời với Chúa. Đúng vậy, trải dài suốt 93 năm cuộc đời, cha Cố đã thâu lượm, đã dành dụm, đã tích lũy cho mình những cánh hoa hy sinh phục vụ của một đời dài sống trong ơn gọi tận hiến, phụng thờ Chúa và mến thương con người. Từng lời nói ôn tồn, từng cử chỉ dịu hiền,
từng lời ân cần dạy dỗ bảo ban mà cha cố đã dành cho những đoàn chiên mà cha cố đã nâng niu trìu mến. Đó là những hoa trái có thể được hái từ những gai góc đau thương, những hy sinh thầm lặng của Ngài. Hôm nay hiện diện trong giờ cầu nguyện này với chúng ta, cha cố nhìn thấy rất rõ chúng ta, nhìn thấy từng người trong chúng ta. Và bên Chúa đấng yêu thương, cha cố cũng đang dõi theo những bước chân tông đồ phục vụ của chúng ta, những bước chân cố gắng để nên giống Chúa Giêsu, để hiệp hành với Chúa, mang lời Chúa, ý Chúa, ơn Chúa đến được với mọi người. Cho nên cầu nguyện với cha cố Đa Minh hôm nay, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng ta lại có thêm cha cố luôn dõi theo và cầu nguyện cho chúng ta rồi. Amen. Xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Bởi Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật chịu tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và thối tang. Ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, tâm hồn con người như một thửa đất, ai chỉ đón nhận hạt giống thế gian sẽ sinh hoa trái hư hoại. Mở lòng đón nhận lời Chúa sẽ làm cuộc đời trổ sinh sự sống đời đời. Chúng ta xin cho nhiều người biết mở lòng đón nhận lời Chúa. Có người gieo giống, xin cho các linh mục chuẩn bị bài giảng trong thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm
để lời rao giảng của các ngài thực sự là âm vang của những lời Thầy Giê-xu dạy trên các nẻo đường xứ Ga-li-lê. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngôn ngữ loài người không thể diễn đạt hết mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xin cho anh chị em giáo lý viên biết suy ngẫm và nguyện cầu lâu giờ trước khi dạy giáo lý, để những gì họ truyền đạt là niềm xác tín và sự sống mà chính Chúa đổ vào tâm hồn họ. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Xin cho có nhiều Kitô hữu tập được thói quen thinh lặng, cầu nguyện với lời Chúa, để trong thầm lặng, lời Chúa chạm đến tâm hồn họ, thấm nhập, biến đổi con người họ, ngày càng nên giống Chúa hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Như mưa tuyết thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết đem lời Chúa vào giờ kinh gia đình và thực hành trong đời sống, để lời Chúa làm cho đời sống gia đình trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Xin cho ông bà anh chị, xin cho cha cố Đa Minh mà chúng ta cử hành thánh lễ an táng hôm nay được Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng. Lạy Chúa, nơi Đức Kitô làm người, Chúa đã tặng cho nhân loại lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, đón nhận và sống lời dạy của con Chúa, để cuộc đời chúng con trổ sinh muôn vàn hoa trái thánh thiện là sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa làm hy lễ với anh Cha toàn năng.
Lạy Chúa, hồi thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bồi dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hậu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca ngợi Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Thiên Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để khiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cha cố Đa Minh và bà cố Teresa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bi tích này được hướng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi ít phút. Trọng kính cha tổng, quý như quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bà anh chị em, đặc biệt linh tông huyết tộc của cha cố Đa Minh. Về tang lễ của cha cố Đa Minh thì Đức cha giáo phận đã chỉ định cha cố Giuse Nguyễn Văn Uy, chánh xứ Lai Ổn, nguyên quản hạt giáo hạt Hòa Thanh làm trưởng ban tang lễ. Và ban tang lễ có cha giám đốc nhà hưu, có chúng con và có quý cha linh tông huyết tộc của cha cố Đa Minh. Và như chiều hôm nay chúng con đã cùng ngồi lại và bàn bạc, thánh lễ an táng của cha cố sẽ được cử hành 8:30 tại giáo xứ Đông Vinh, nơi mà cha cố đã hơn 30 năm ngài đã phục vụ ở nơi đó. Và hôm nay ngài sẽ được cử hành thánh lễ cuối cùng tại giáo xứ Đông Vinh và chôn cất tại đó. Cho nên chính vì thế ngày 8:30 ngày thứ ba, cho nên chính vì thế mà chỉ còn ngày mai để mà ngài, cho nên giây phút này sau thánh sẽ cố về giáo xứ Đông Vinh, để rồi ngay từ sau hôm nay và trong giây phút này, từ đêm hôm nay cho đến ngày mai, tất cả các giáo xứ trong giáo hạt Hòa Thanh sẽ dâng thánh lễ và cầu nguyện cho cha cố Đa Minh, như là nói lên lòng báo hiếu của cha, của giáo hạt đối với cha cố Đa Minh hơn 30 năm ở giáo hạt Hòa Thanh. Cho nên chính vì thế mà con xin thay lời tang lễ, con xin quý ông bà anh chị em, đặc biệt là huyết tộc và linh tông theo sự hướng dẫn của ban tang lễ, và để rồi chúng ta vâng theo chương trình ấy, để ngay trong giây phút này sau thánh lễ phát tang do cha tổng đại diện cử hành, thì sẽ là rước quan đức cha cố về với giáo xứ Đông Vinh. Xin anh chị em cùng hiệp lời cầu nguyện, và xin con cháu chúng ta theo cha cố và cũng nói lên lòng hiếu thảo vâng phục của chúng ta. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
bên ngoài bên kia mình còn nhận. Chúng tôi đã chúng ta di chuyển từ chính châu chúng ta là nhà sư phụ và chúng ta đứng lại đây chúng ta đưa người chữa xuống dưới luôn nhé anh nghe nè dưới nè. Xin cùng đoàn chúng ta đứng qua hai lối, chúng ta dừng lại đôi chút để chúng ta đến địa trong phố để giáo sĩ công ty. Thế mà chúng ta cùng đứng lại như là một phút thân tình để chào trong phố ở nhà khu lớn đến giáo sĩ công ty. Thank you.
nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, giờ phút này ông bà giáo xứ chúng ta cùng hiệp hỷ để tiễn đón cha cố Đăng Minh trở về giáo xứ, và tại đây ngài sẽ an nghỉ để chờ ngày thân xác này được sống lại vĩnh viễn trong ngày Chúa quang lâm. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ, chúng ta có tâm linh hồn cha cố Đăng Minh cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và xin cho những người thân yêu của cha cố được vững lòng chống cậy nơi Chúa. Nhờ biết tích rửa tội mà cha cố Đăng Minh đã đón nhận, chúng ta tin rằng cha cố sẽ được yên nghỉ muôn đời trong tình yêu Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con thành khoan đại xin Chúa, dù tình thương xót lắng nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin cho linh hồn cha cố Đăng Minh mà Chúa đã truyền ban ra khỏi đời này được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng, và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con.